Hello Moshi Moshi, và chúng ta sẽ tiếp tục cái phần cuối của cái việc mà làm nhiệm vụ event Arsenal để mà nhận những cái skin ấy. Thì mình còn 4 skin nữa. Thì riêng cái map này á, nó sẽ khi mà các bạn hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được hai skin, một nam và một nữ, xịn sò combo luôn. Và cái nhiệm vụ trong cái game này thì chúng ta sẽ tìm 5 cái đầu lâu rải rác ở khắp map nha. Và cái điện thoại mình nó khá là khó di chuyển khi mà leo lên cái chỗ này. Rồi xong, bị tông chết ngắt luôn. Mà gần đây á, thì kiểu giống như là mình không có thể mà quay trực tiếp được cái giọng của mình, cho nên là thường là mình sẽ quay trước, xong sau đó thì mình sẽ lồng tiếng lại sau. Cho nên là nhiều khi là cái âm lượng mà các bạn nghe nó sẽ lớn nhỏ thất thường, kiểu như nó không đồng đều với nhau, tại vì mình quay từng khúc, xong rồi mình chèn từng khúc. Mà khi mà bạn nào bật cái video này, mình không biết là nó có bị trục trặc như mấy những cái video trước mà mình hay lồng tiếng hay không. Tức là khi mà bạn đeo tai nghe vô thì nó sẽ chỉ nghe một bên thôi. Rồi giờ á, bạn nào mà đang đeo tai nghe hoặc là để lo ngoài, xong rồi các bạn gắn thử tai nghe, rồi các bạn nghe thử coi nó có kiểu như là chỉ nghe gần như là nghe một bên thôi á. Cái nhiệm vụ này trong cái map này á thì mình mất khoảng gần 10 phút để mà hoàn thành. Tại vì sao? Tại vì khi mà tìm những cái đầu lâu này mình quên vị trí, xong rồi mình đi vòng 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 cái mất thời gian á. Hai cái đầu lâu cuối cùng là mình kiếm hơi bị mệt luôn á. Tại vì mò mò mẫm nãy giờ không ra, không mình kiếm không ra luôn á. Thì hên quá thì nó giờ cũng đã lòi ra rồi. Và bây giờ mình đã 4 trên 5 rồi thì đây là cái cuối cùng. Đó. Sau khi mà các bạn tìm đủ 5 cái đầu lâu rải rác trên các map này, xong sau đó thì các bạn sẽ đến với cái chỗ nào đó như trong nhà thờ hay gì. Bây giờ mình cũng phải tìm đường lại cái chỗ đó nữa nè, phải mò nữa nè. Xong một kiểu như mình không có nhớ đường. Gần đây kiểu như mình thuộc là dạng người thức khuya á, nên là cái suy giảm, mình bị suy giảm trí nhớ luôn, mình không có nhớ. Kiểu hay quên này kia đó. Nhiều chuyện nhiều khi mới đây mình tính toán hoặc là nhớ con số hoặc là nhớ cái gì đó thì mình không có nhớ nổi. Kiểu gì á. Đâu rồi ta? Cái chỗ kiểu như là kiếm đủ 5 cái rồi xong rồi để chỗ đó hiến tế vậy đó. Đâu rồi? À đây 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 đây. Ở phía bên đây, nó ở đây nha các bạn. Thì ở chỗ này nó có cái hình logo nè, để mà có cái vị trí để đặt 5 cái đầu lâu. Xong sau đó thì các bạn click vô đó, và cái huy hiệu nó sẽ xuất hiện và các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ lấy hai skin trong cái map này. Cái này hơi dễ nhưng mà nó hơi mất thời gian gì kiếm á. Ok, và map này nó cũng có cái event luôn, và chúng ta sẽ nhận được skin giống như là con nhện ấy, người nhện, giống giống gì, không phải người nhện, nó là cái gì á. Thôi tôi chỉ dàn hình cho các bạn xem. Thì nhiệm vụ của các bạn là sẽ chạy tới cái ngôi nhà, cái tòa nhà này đây, cái nơi cái nhà này nha. Xong sau đó thì các bạn sẽ tiến tới vào trong cửa, sẽ có một con bò bị giết chết, thì các bạn lấy cái gì mình không biết, tôi đang đâm con bò đấy, thì lấy ra. Xong sau đó nhiệm vụ của bạn là phải kill 3 kill, giết được 3 mạng thì các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi. Cái này khá là đơn giản, cái này là ở server thường các bạn có thể làm được đó. 1 kill. Ra điện thoại mình khó, khá là khó di chuyển, cho nên là phải chơi server VIP để mà có thể làm nhanh gọn lẹ. Ok, một cái kill cuối cùng và chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận được huy hiệu. Ok, cái này là khá là nhanh. Và một cái skin cuối cùng, và ở chúng ta sẽ ở cái map này, cái map mà có một cái cục núi lửa đang bốc cháy, và nhiệm vụ của chúng ta phải dập tắt nó bằng hai vũ khí, hai loại vũ khí đó chính là bóng nước hoặc là cái cục tuyết. Thì nhiệm vụ đơn giản thôi, tùy theo chế độ mà các bạn chơi server thường á, thì cái chế độ mà random vũ khí nó thì nó sẽ ok hơn nó. Thì để nhanh gọn lẹ thì các bạn sẽ phải reset. Nó reset nó sẽ rớt ra cái vũ khí khác, thì hên thì các bạn sẽ được snow hoặc là
ý mình là cục tuyết với lại hoặc là cái bóng nước ấy, nó cái này là reset cấm đầu luôn. Ok, và vất vả sau 3 lần thử thì đây là lần thứ ba mà mình reset và trúng được cái cục tuyết này, và chúng ta sẽ tới cái ngọn núi lửa kia. Không phải núi lửa mà cái cục, sao tôi thường hay nói cái kiểu mà chối bỏ, mình nói xong rồi mình chối bỏ sự thật nhờ, khổ ghê. Cái này chọi chỉ cần chọi 2-3 lần là nó sẽ tắt thôi, và chúng ta sẽ có huy hiệu và chúng ta sẽ nhận được skin trong Arsenal rồi. Và mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ để mà nhận skin rồi, chúc các bạn thành công đối với bạn nào mà chưa làm á nha. Còn mà bạn nào làm rồi thì thôi, tại vì cái này nó cũng đã có ra mắt khoảng 2-3 ngày trước rồi, mà bây giờ thì mình mới làm, mình hơi bị thối cổ. Và nói chung là cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những bạn mà đã trợ giúp mình, hỗ trợ mình trong server VIP. Cảm ơn rất là nhiều và cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nhé. Và có những cập nhật gì mới hoặc là cái gì đó để mình có thể ra video thì mình sẽ ra video tiếp. Bye bye!